À, một Phật tử nữa hỏi bạch thầy, cho con hỏi. Con có nhân duyên được biến đến Phật Pháp và ăn chay trường 4 tháng nay. Khi biết con ăn chay và tu học Phật Pháp thì mọi người, gia đình con như mẹ đẻ, bố mẹ vợ, anh em, họ hàng đều nói ra, nói vào và đều cho rằng con có vấn đề thần kinh, bị mê muội, sợ và cứ lánh lánh con. Con được nghe thầy giảng và đã không bận tâm nhiều vào vấn đề đó. Khi trong gia đình có việc, có cỗ bàn thì con vẫn nghĩ là tùy duyên, không ăn thì sợ mọi người sẽ lại kỳ thị, con không có cơ hội gieo duyên Phật Pháp tới họ nữa. Nhưng không hiểu vì sao con không thể ăn được, cứ ăn đồ mặn vào là con lại bị nôn hết ra. Có lần ăn bánh trứng thịt, con đã gảy hết thịt ra rồi, chỉ ăn vỏ bánh ở ngoài thôi, nhưng cũng vẫn vậy. Con cũng không biết vì sao lại như vậy nữa. Trong họ có người còn cho rằng con giả vờ nôn nữa, con rất khó xử, giờ cũng không biết phải làm như thế nào. Mong thầy khai thị giúp con về vấn đề này, nên ứng xử như thế nào ạ? Con cảm ơn thầy. Rồi ạ, Phật tử này thì nói rằng phát tâm ăn chay được hơn ăn chay trường được hơn 4 tháng nay. Từ khi biết tới Phật Pháp được ăn chay như vậy, ăn chay được như vậy á, thì bị bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ và anh em họ hàng thì nói ra nói vào và cho là bị thần kinh, bị mê muội và cứ lánh lánh xa. Và Phật tử này nói là từ khi nghe được thầy giảng đã không bận tâm vào điều đó nữa, không bận tâm vào điều đó và vấn đề đó nữa. Nhưng mà vì gì? Nhưng mà trong khi gia đình có việc, có cỗ bàn thì vẫn nghĩ là tùy duyên để hóa độ cho người ấy. Cho nên là gì? Bánh chưng thì bỏ thịt đi, hoặc là gì? Hoặc là gấp bỏ miếng to ra ngoài và ăn, bỏ ăn miếng nhỏ thôi. Không bận tâm nữa mà vẫn còn gì? Đây là bận tâm đấy. Đấy là bận tâm đấy. Làm gì có chuyện mà không bận tâm? Không bận tâm sao người ta mới nói mà gì? Người ta mới nói mình gì? Thần kinh nói mình mê muội nói, mà người ta lánh xa mình một chút mà mình nói gì? Ăn chay 4 tháng rồi mà mới nghe họ nói như vậy mà mình nói gì? Đã quay trở lại gì? Quay trở lại ăn mặn. Vậy mà bảo là nghe thầy giảng con không bận tâm nữa. Không bận tâm. Thì cho dù gì ạ? Dù thịt nát xương tan, dù gì, dù bệnh có gì, dù bệnh gì ăn chay mà dù bệnh có kiệt sức, phải bỏ lết, người ta nói mình vẫn không chuyển tâm, mới gọi là không bận tâm. Và thậm chí người ta nói mình mê muội, nói mình gì điên khùng, nói mình loạn tâm, cho nên cho mới đi ăn chay như thế, nói mình là ngu si, là đần độn, là dốt nát mới đi ăn chay như thế, vân vân và vân vân. Nói mình là gì? Do không biết hưởng thụ, thì cuộc sống có đáng là bao đâu mà không hưởng thụ đi, vân vân và vân vân. Là ngu, là dốt, là đần, là độn, vân vân. Mình gì? Mình vẫn nhất tâm A-di-đà Phật và ăn chay trường cho đến hơi thở cuối cùng thì đó mới gọi là không bận tâm. Đó. Không bận tâm như tôi ấy, tôi thường hay nói gì? Ngày xưa tôi đi học, học trung cấp á, tôi ốm đến nỗi để còn có 27 cân 8 lạng để đi cả đôi dép cao su mới được 27 cân 8 lạng. Có nghĩa là gầy chỉ còn người da vá cái xương, có thể gần bằng với Tuyết Sơn đại sĩ khi ẩn cư khổ hạnh ở trên gì? Ở trên khổ hạnh lâm đó. Các vị cứ tưởng tượng đi, 27 cân 8 lạng, 9 lạng gì đó, đi cả đôi dép cao su. Đấy. Cái khi tôi nằm ốm, các thầy cùng lớp, cùng phòng đưa tôi sang bệnh viện tỉnh Hà Tây để khám. Bác sĩ bảo là rồi tôi bị suy nhược cơ thể và bảo rằng truyền nước không vào, và muốn truyền được nước thì phải gì? Phải bồi dưỡng, bồi bổ, ăn uống phải gì? Phải khoảng một tuần sau mới có thể truyền nước, mới vào được, vì mạch nó gì, nó quá yếu rồi, người nó quá yếu, vậy suy nhược cơ thể đến giai đoạn gọi là nếu không khéo thì chuẩn bị 4 tấm dài 2 tấm ngắn là vừa. Đấy, bác sĩ bảo tôi phải gì? Phải bồi bổ. Thì tôi hỏi bồi bổ bằng cách nào?
Thì bác sĩ bảo là gì? Bảo là cái này thì phải bảo người nhà là gì? Phải thiếu chất, là tôi bị thiếu gì? Thiếu chất mỡ, thiếu chất đạm đó. Tức là phải gì? Phải ăn thịt. À, và cái cô bác sĩ, cô cũng là Phật tử đến nghe giảng, chúng tôi tập sự giảng ở cái chùa Mộ Lao á, trường hạm ở cái trường Mộ Lao ngày xưa chúng tôi học trung cấp ở đó. Cô bác sĩ bảo thôi thì bác sĩ trưởng khoa đã bảo thế thôi thì thầy cứ dùng đi, con sẽ nấu cho thầy ăn. Thế hỏi nấu cái gì, bảo là đấy có hai cái bổ lắm, một là tim này, mỗi một ngày là mua một cái quả tim lợn để hầm cách thủy cho thầy ăn này, hoặc là gì mỗi một ngày gì mỗi bữa thì cho thầy ăn, thì bữa thì cho thầy ăn chim bồ câu hầm, lúc thì ăn gì yến xào hoặc yến hấp vân vân chẳng hạn. Tôi nhất định không. Cô bác sĩ bảo nếu mà thầy không ăn thì chúng con không thể chữa được, vì thầy quá yếu rồi, không thể truyền nước được nữa. Thì tôi bảo thôi, truyền được thì tốt, mà không truyền được thì cũng không sao. Tôi duyên mà còn á, Phật để cho sống á thì sống tiếp, mà Phật gì duyên mà hết, Phật không cho sống á thì về với Phật, đi tu thì cầu về với Phật, mà có phải đi tu để cầu cho béo, cho khỏe, cho tốt đâu, cho đẹp trai, cho xinh gái đâu, vân vân. Cho nên á, nhất định không ăn. Và hôm sau bác sĩ đến hỏi bác sĩ, thấy mình vẫn nằm yếu như thế, bác sĩ hỏi là thế nào thì có tẩm bổ thế nào mà vẫn yếu thế. Thế tôi bảo thì thưa bác sĩ, là nhà chùa thì đã phát nguyện trước khi hạ đao thế phát xuất ra là đệ tử của Đức Phật, phát nguyện là ăn chay trường rồi, cho dù thịt nát xương tan gì cũng không lấy xương máu thịt của chúng sinh để bồi bổ cho sức khỏe của mình nữa, để tẩm bổ cho gì tâm thân của mình nữa, để bồi dưỡng cho tâm thân của mình nữa. Cho nên là bác sĩ thông cảm, nên bác sĩ không chữa cho thì thôi, xin bác sĩ là gì làm cái giấy xuất viện cho nhà chùa về để chờ chết. Thế bác sĩ cười, bác sĩ bảo thôi không đến nỗi thế đâu, thế nên thôi, mà thầy không ăn thì thôi, thì chịu khó thì uống nước cam, uống nước hoa quả, rồi chịu khó ăn cơm ăn cháo tăng thêm nhiều vào để cho bù lại cái chất đó. Mình bảo, mình cười bảo vâng, thế thì được, nếu thế thì thôi, ăn thêm hoa quả, uống thêm nước cam, uống thêm gì, uống thêm sữa đậu nành hay là sữa cô gái Hà Lan vân vân gì đó thì cũng được. Thế bình thường nha, thì mất một tuần thì mình phải mất 2-3 tuần thì mình mới hồi lại được đó. Và cuối cùng gì, các vị biết tôi cũng vẫn sống đến ngày hôm nay, mà vẫn sống gì, sống khỏe cơ mà, thậm chí vẫn sống gì, vẫn khỏe, vẫn trẻ, vẫn yêu đời, không sao cả đó. Và vẫn đem lại lợi ích cho gì, cho bản thân, và trên thì có thể báo Phật ân đức, dưới thì có thể gì tùy duyên tùy nguyện để giáo hóa, dạy bảo cho tín đồ Phật tử biết chính pháp của Phật để tu, mà có sao đâu. Đấy mới gọi là gì, đấy mới gọi là không bị bận tâm vào gì, vào việc của người khác. Nhưng còn Phật tử này là còn bận tâm chứ, còn vướng mắc nhé, còn động tâm, còn bận tâm, còn động tâm, và còn bị gì, còn bị thoái tâm nữa cơ. Chứ không phải là, đừng có nghĩ rằng dùng phương tiện để dạy người ta, dạy cái gì, dạy được đâu, dạy được ai, tâm mình còn chưa gì, chưa vững thì dạy được ai, mình còn chưa độ được mình thì độ được ai. Cho nên cái này phải xem xét lại, Phật tử này phải xem xét lại đó, phải tu tập làm sao cho gì, cho nó tốt. Đã phát nguyện rồi thì nên gì, nên giữ gìn cho gì, cho miên mật, Phật Bồ Tát sẽ chứng cho.